vụ tranh chấp nhà máy rượu Chateau Miraval của Angelina Jolie và Brad Pitt có diễn biến mới. Angelina Jolie tố chồng cũ trả đũa vụ ly hôn và tranh quyền nuôi con bằng cách độc chiếm việc kinh doanh nhà máy rượu ở Pháp. Theo tài liệu đệ trình lên tòa án Los Angeles, Mỹ, công ty của Jolie đã đâm đơn kiện Brad Pitt đòi bồi thường 250 triệu đô la Mỹ. Phía nữ diễn viên khẳng định Brad Pitt đã tự bổ nhiệm mình làm chủ sở hữu hợp pháp của nhà máy rượu vang ở Pháp, hòng chiếm đoạt giá trị của công ty của Jolie để giành quyền sở hữu duy nhất tài sản này. Tài tử Hollywood còn được cho là ép vợ cũ ký điều khoản giấu giếm với mục đích ngăn cô công khai những sự việc dẫn đến ly hôn và chuyện Pitt từng phung phí hàng triệu đô la Mỹ tiền công ty. Angelina Jolie và Brad Pitt mua bất động sản rộng hơn 1.300 mẫu Anh ở miền Nam nước Pháp vào năm 2008 và cùng chi hàng chục triệu đô la Mỹ để cải tạo, xây dựng dinh thự và nhà máy rượu. Tuy nhiên, Jolie tố cáo rằng sau khi ly hôn năm 2016, Brad Pitt đã chủ động điều hành nhà máy rượu nhưng không hỏi ý kiến của cô. Brendan Fraser là ngôi sao từng khẳng định tên tuổi với thương hiệu sắc ướp Ai Cập những năm 2000, nhưng đã bị Hollywood quên lãng trong hàng thập kỷ qua. Tuy nhiên, tại liên hoan phim Venice 2022, Brendan Fraser bất ngờ trở lại với một vai diễn hết sức thú vị. Đó là bộ phim mang tên The Whale của đạo diễn Darren Aronofsky. Bộ phim xoay quanh nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với cô con gái của một ông bố mắc bệnh béo phì. Người hùng một thời từng trải qua không ít biến cố, trong đó có vụ việc anh bị Philip Burke, cựu chủ tịch giải quả cầu vàng quấy rối tình dục, sau đó bị đưa vào danh sách đen ở Hollywood, khiến sự nghiệp chững lại tại đó. Brendan Fraser đã không dám công khai việc này và bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Trải qua nhiều thăng trầm cùng những mất mát và đau thương, Brendan Fraser vẫn còn rất nhiều người ủng hộ mình vì với họ, nam tài tử là một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu. Trong buổi phỏng vấn với New York Times, nam tài tử George Clooney thừa nhận vẫn chưa thể chinh phục thể loại phim hài lãng mạn dù đã bước sang tuổi 61. Tuy vậy, nam diễn viên vẫn tiếp tục thử sức với thể loại phim này với tựa đề phim mới mang tên Ticket to Paradise. Trong buổi phỏng vấn, George Clooney chia sẻ về nguyên nhân quyết định nhận vai diễn trong một bộ phim tình cảm. Nam tài tử cho biết, sau khi đọc xong, anh có thể chắc chắn rằng kịch bản này viết dành cho anh và Julia Roberts. Clooney chia sẻ anh đã không còn tham dự phim hài lãng mạn từ One Friday từ năm 1996 và vẫn chưa thể thành công ở thể loại này như Julia Roberts. Nhưng sau khi đọc kịch bản, anh nghĩ rằng nếu Julia nhận vai thì dự án này sẽ vô cùng thú vị. Với Julia Roberts, một người đã quá quen thuộc với khán giả cùng những bộ phim lãng mạn kinh điển, cô cũng khẳng định sẽ chỉ đóng phim này nếu bạn diễn của cô là George Clooney. Đáng chú ý, khoảng thời gian Ticket to Paradise bấm máy cũng là lúc đại dịch Covid-19 căng thẳng. Do đó, cả hai đã cùng phải quay phim tại Australia và cách ly cùng nhau trong suốt thời gian này. Việc cả hai người bạn thân có thể ở bên cạnh nhau và cùng nhau trải qua thời kỳ khó khăn này đã khiến dự án trở nên đặc biệt hơn. Theo dữ liệu từ Nielsen Korea, tập 1 của bộ phim The Log Cafe đã đạt rating trung bình trên toàn quốc là 7,1%, cao hơn rating tập 1 của bộ phim Cafe Mi Nam Dang lên sóng trước đó. Không chỉ vậy, mức rating ở khu vực Seoul của The Log Cafe cũng đạt 7,4% và có phân đoạn rating chạm mốc 9,2%. Với con số ấn tượng này, The Log Cafe hiện đang dẫn đầu các phim cùng khung giờ phát sóng, bao gồm cả kênh truyền hình công cộng. Tuy nội dung không quá mới mẻ, nhưng tập đầu của The Log Cafe vẫn được đánh giá rất cao. Việc các nhân vật giới thiệu bằng cách tự kể về mình trước ống kính, giống như một cuộc phỏng vấn, khiến khán giả có được những góc nhìn trực diện và cụ thể hơn. Đặc biệt, khán giả rất thích thú với màn lột xác của cả Lee Seung-gi lẫn Lee Seo-young.